27 nha cả nhà. Chào nghe, chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe nha. Chuẩn bị chuột nè cả nhà. Cái chuột 2 ký. Còn 4 mấy cái cả nhà. Lúa. Đi thăm cũng đường xuồng, đi thăm cũng 97 nha cả nhà. Chào cả nhà các anh bé. Bảy chậu này chắc thấy dính gắn bự nhiều, phong thủy tốt quá chứ không biết mắc lộp. Anh mắc lộp chắc ăn rồi. Khu lộp mắc thì rồi mình rút hết trơn cả nhà, còn có 12 cái à. Hồi qua là rút hết luôn. Chứ để hoài không còn cả nhà. Thôi đi thăm cả nhà. Nhà đếm đón xem ai 4 mấy cái này được như cả nhà. Thì rồi mình dính 4 ký chứ còn không hèo ký tư cả nhà, mà cái thẻ nhớ nó đầy á. Cái mình tải clip cái mình xóa cái mắc tiêu cái chân luôn, không ra clip luôn cả nhà. Thôi đi thăm cả nhà, vòng vô hoài chưa rồi. Đây con cái cả nhà. Lộp này cái này mắc 2 mấy cái thì rồi cả nhà, nguyên kinh này luôn. Đợt này dính không dính thì cũng rút hết trơn cả nhà. Nãy giờ rút 2 cái này cái thứ 3 cả nhà. Lộp đó lộp khủng á. Dính không? Dính còn cả nhà. Trời lộp này cả nhà. Rắn là bự cả nhà. Cái này từ nửa ký hơn nửa ký. Kịch này còn 12 cái mình rút luôn cả nhà. Cả nhà thấy không? Rút 2 cái. Bầm 7 nó đủ quá. Rút đặt kinh khác cả nhà. Đấy, phá quá trời, phá mắt dính rắn thì cũng có dính. Gạch này còn rắn nữa mà. Lấy quá trời lấy. Hơn nửa ký. Tại cái lọp quá bự, lọp này gọi dính rắn ký lùa 2. Thường chồm có 1 cục, nhưng cục thịt chứ. Được rồi, có cái video dính cũng nhiều cả nhà. Cái dung lượng đầy cái xó. Hơn nửa ký. 600 gram lên. Im cái nhà này. Rắn bự. Con rắn đầu tiên luôn nha cả nhà. Chuột này cái này. Con tối lưới 1. 2 cái chuột. Còn chừng 42 cái 77 gì. Ăn mắc mẹ hết. Mình bỏ vô ốp máy đi rút tiếp cả nhà, rút về qua mấy kinh kia đặt lại. Đây mình con cái cả nhà. Đậu xuống dưới rồi. Cả nhà thấy mênh mông cục cỏ không cả nhà? Ở đây ngon lắm. Được luôn. Bự không? Mình đi cả nhà. Lấy cục lúa ra rồi. Trời ơi trời, tưởng ngắn bự. Là rút hết luôn phải không? Ừ, còn cái này kia thăm luôn lên mấy. Đèn con cái luôn cái nè. Dính nữa cả nhà. Gắn thấy xà xà thấy gắn bự quá cả nhà. 400 mẹ. Nè, nhà thấy cái hồng không? Bự cả nhà. Nè. Con nha cả nhà. Hai cái dính hai con luôn cả nhà. Dính gì cũng rút hết trơn. Cả nhà, nãy giờ rút mấy cái không dính mình cũng không quen cả nhà. Lại cục này hai cái dính hai con rút thì uổng thiệt, mà không rút thì sao mắc nó lỗ nữa. Hai ngắn này ra luôn cả nhà. Vô chuột đi kiếm chỗ khác cả cả nhà. Giờ lợp uổng hết biết. Được rồi, dính thấy ham cả nhà thấy đó. Được rồi. Ngon, còn nữa hai con này nữa ba con nữa nha. Đó, đầu tiên được nó có 600 g. Dưới này hai con này con nữa ký với con 250. Cái thứ này được 5 kg mà gắn bự bự đỡ gỡ tiền chuột với tiền lợp thì gọi lại cả nhà. Chết. Ủa gắn bự hơn nửa ký. Từ đặt nửa ký trở lên nặng ngon cả nhà, thấy có gắn bự bự không, hô hành bự không cả nhà.
vô chuột cắt lợn nha cả nhà. Ba con. Đây con cái cả nhà. Ngày bữa ngái anh bấy. Đẩy lúa không? Còn chuột luôn cả nhà. Không dính cả nhà. Ngon quá trời, không dính. Đây mình con cái nha cả nhà. Vô hồi gì anh bấy? Còn chuột cả nhà, cho nó bắt lúa luôn. Đây mình con cái nha cả nhà. Bảy nó chắc 100% nè cả nhà ơi. Con bảy đón rồi, ngày quýnh con số rồi. Bắt lúa rồi. Không lấy bột lan nữa hả? Rất ngoài ha. Đúng rồi. Đây thầy. Được cả nhà. Cái cỏ đang không. Cái bể phụ đặt lại đây. Đặt lại gút nãy nè mọi cả nhà. Bỏ đang 60 cái. Đặt dậm lại luôn. Tắt máy là đặng bắt gắn cho cả nhà xem nha. Nãy chim bể phụ cả nhà. Đây mình lên bờ này mình có 2 cái. Thì con cái nha cả nhà. Gặp mấy kinh. Được rồi, ở đây cũng 2 cái cả nhà. Chính 2 con hổ hành mini mà clip với xó à. Con hổ hèo mini. Hổ hèo mini. Ồ, hổ hèo có 800 g mini gì anh bấy? Gắn rẻ chứ gắn gì. Hổ hèo cũng bự nữa cả nhà. Ok, có được không nè. Đây đi. Rồi, đi lên kia thăm cái kêu. 2 cái luôn cả nhà. Cái sao? Ba cái luôn cả nhà ơi. Có đầu con gì không? Ừ, con hành. Con hành chuẩn bị ối nè cả nhà. Nè, nhìn cả nhà nhìn ối gớm không? Cái có được không cả nhà? Đây con cái nữa nghe cả nhà. Nữa hả? Nữa cả nhà. Chung lộp mình đặt chất lượng lắm cả nhà. Dính chất lội luôn. Không có gắn bự thôi chứ dính. Đặt nghe cả nhà. Thấy không? Trời ơi, mình làm, lứa nào mình bán hết lứa nấy. Mình không có mà giả tạo bỏ gắn vô chỉ cho cực khổ cả nhà. Nhà dòm xuồng ghe. Không có tiền để sắm cái vỏ nữa, ở thời buổi này còn chạy xuồng cả nhà cũng biết rồi. Rút lộp đóng rồi cả nhà. Cái gò này. Xung quanh toàn là ruộng lúa nè cả nhà thấy không? Chúng ta để chét lên gì. Bởi gắn nó gom vô bờ sáng cả nhà, đặt nó dễ dính lắm. Bắt mình gắn luôn cả nhà. 3 con, 4 con. 4 con. Rồi vô chuột anh em đặt lại luôn. Cả nhà xem video thấy hay cho mình được đăng ký luôn cả nhà. Được chia sẻ cho một cái nhà. Mọi người cùng xem giúp đỡ mình nha cả nhà. Thì các bạn nào tương tác thì để lời comment mình tương tác tất cả nha cả nhà. Mini chứ cũng trọng trọng không cả nhà. Cũng trên có 250 đâu có ít. Mini mà đẹp. Nhà thấy cũng bữa nay cũng nhiều đó cả nhà. Chung không mắc hai mấy cái lợp thì chắc anh em mình cũng sống được, kiếm tiền gạo tiền cơm nuôi vợ nuôi con được cả nhà ơi. Còn như mà mắc thì phải làm thêm mà giờ kinh phí nó yếu quá trời. Làm thêm giờ có chuột đâu nữa đặt. Bảy bao lô ngày 2-3 triệu không bởi vì sao chị nói. Gắn ngày cả 1.000 quýt gần 2 triệu.
Nói đồn bạn bà công an vô mời cái quan thôi mà. Là bắt tại thôi, con này trọng được rồi. Anh gắn anh nó 300 mấy gà mà anh nói 200. Con nãy con đó cái bụng con ốc nóc kìa. Cơm chuột chà bá đó cũng ăn chết mồ. Ghim miếng chuột nó liền luôn coi. Gớm quá. Mày hồi tao muốn lửa mày. Không hiểu có gì đâu muốn lửa. Ô bắt bãi chạy hết trơn. Vì mấy cha tôi dặn gắn tùm lum hết trơn. Trước khi đi thăm người ta cũng dặn anh em ở nhà mùa này gắn ghẻ dễ nhậu, người ta dặn mua nhậu nhóc chân cái nha. Chung bữa nào cũng khả quan ở tới đây cũng dính cũng đã đá. Đợt này gắn trọng trọng hơn chắc phát khí. Mạnh xuống luôn. Ừ, gắn cái nhì 300 gram. Gắn nhà trọng trọng không 2 ký trên này. Con heo khổ quá trời cả nhà. Để mình gác máy một cái, mình hỗ trợ anh Bảy cái, mình quay cho cả nhà xem nha. Bắt em nó ra cả nhà. Mình lấy gà được cả nhà, cả 800 gram chứ không nhỏ cả nhà. Cái này mình bán ở đây cũng 200.000 ký nha cả nhà. Cũng ngon. Nắm ngang cổ tay anh là nó ấy rồi, anh Bảy nắm ngang cổ tay anh lại vô thôi. Ốp máy mình đặt lại cả nhà ơi. Rút quá trời nhiều bẫy nè, cả nhà thấy lên vô chuột lên. Trời ơi, tháo giùm mấy đây. Đây con cái nha cả nhà. Cái này đặt rồi dính 2 con. Hết cái lầu không, không dính. Hết cái. Còn chuột cả nhà. Đây con cái nha cả nhà. Nhà thấy bò chuối hết biết bò chuối cái nhà. Cặp kinh. Cặp cái xong mà có bò chuối hết biết. Theo cái hồ hành ưa ở ngay gốc chuối mục đó nha cả nhà. Dính nữa cả nhà. Nhắn mini. Chụp luôn. Ừ. Ăn chụp thẳng gan da luôn. Rồi bắt chắn luôn cả nhà. Bùa che. Hả? Trời mệt cả nhà, nắng quá trời nắng. Chuột bữa nay chết lâu rắc quá trời. Có những cái không dính mình cắt bớt nha cả nhà. Quá trời lợp. 4 mấy cái quay hết cả 2-3 tiếng đồng hồ. Nhiều cả nhà. Chắc cũng 2 ký mấy vậy. Ký mấy gần 3 ký chứ không ít cả nhà. Con có phần này. Sáng này đặt ít trứng bự. Ấy mà cũng đẹp cả nhà. Sáng này luôn cái phá cháy. Mình bỏ vô ốp máy đặt lại cả nhà. Đây con cái nha cả nhà. Nhà thấy đóng kè một phát biết không? Chắc còn chuột nữa không? Thử biết chưa? Rồi, thấy hồng dính cả nhà. Để làm gì này thấy mèo không thấy chuột luôn. Còn chuột cả nhà. Đây con cái nữa nha cả nhà. Nó kinh bụi chuối không cả nhà, chỗ nào bụi chuối không. Con bắp tay coi cha, nãy giờ không thấy con nào coi được chứ. Đậu lúa nữa hả? Ừ. Ông thăm xui chết mà.
thăm dính gắn nhỏ cho để mắc lợn còn hơi nữa hả? Cái này cũng ngon nghe, con này cũng gửi ra đã tiền cái nhà mà cũng dính nha, dính này ra đây này, còn cũng 17 cái nữa nha. Để, có đó không rồi dính hổ hạnh không cũng được. Hồi nãy cũng chết hết con đó nha. Con có 250g gạt đầu chết. Nhỏ khá hôm ra hết hồn. Trọng cả. Cái này có 300g thì nó đâu bắt nhiều đâu. Không bỏ vô nạp lại luôn cả nhà. Bộ chè con cái nha cả nhà. Chè từng dính á, thấy ngon quá. Còn chuột luôn cả nhà, không dính mèo quá này, mình con cái nữa nghe cả nhà, tốt buổi chiều tốt này, con bé ơi cái dừa uống nữa, cái dừa uống nữa không nào, chín bánh mì cả nhà ơi, kìa nó phá tiền rồi nha. Còn những cái táp tới đâu mà sợ như vậy. Con gái là hùng ghê cái này. Còn tắt máy anh xử lý nữa cả nhà. Phan phan vậy. Cả nhà thấy không? Đã không? Nó nhỏ mà hùng. Đã cốt. Bắt máy xử lý nó cả nhà. Dành con cái như thế nhỉ. Đây giờ thầm cũng 5-6 cái không dính cả nhà. Còn chuột luôn cả nhà. Dành con cái như thế nhỉ. Dành cái đàn ta. Giờ đây chết chuột rồi nha. Vậy tới nhà nha các bạn, cũng hết 7 rồi các bạn ơi, cũng bữa nay cũng được nhiêu rồi cả nhà, không biết mấy ký, không biết. Rồi, chắc có 4 cái mấy. Kilo mốt cả nhà, còn 4 kg chẵn à, mấy gắn cắt đập lên con ngựa mini cũng thấp cả nhà, nói chung cũng được 40-50 cái gì, 40 mấy cái gì đó cũng được, nhiều đây cũng yên cả nhà. Mình cũng kết thúc video tại đây cả nhà. Cả nhà thấy video hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để có mình động lực làm những video tiếp theo cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha.